xong quay ngược kiểu kia. Đúng rồi, nhưng phòng khám nhiều nếu mà trên Hòa Bình mình nhà chưa có thì nó mới dám được. Trên Hòa Bình mình cần phải làm gì đó. Trên Hòa Bình thì phòng khám nhiều. Kia thì bắt đầu là mình nó chết theo rồi. Chưa ổn định dạ. Mình một năm chơi một năm chuyển nhiều đồng tiền chán trên ở trung tâm đi. Nếu là nước ta ăn cho đứng thế nào đâu.
tạm thấy không? Qua thì lý do anh cầm rất là khó cho đất về con ít rồi. Rồi qua ở đây dưới này còn cái loại chiên thì mình cầm hết. Bây giờ nó có thêm một cái loại bán chiên. Họ có bán 50.000. Không sao đấy. Không có thấy quả chiên này bao tiền rồi anh nhỉ? Kề ra đây nó đang chào ra đây mình không lau là vì nó xấy và nó khô rồi, rất là khó đấy. Tưởng là một cái rán bịt nó vào chứ. Sáu. Nó bảo là một chi. Giờ đây là nước, sau này tôi nước tại vì. 350, thường 250. Giờ thì có thể chỉnh sửa lau chùi bằng máy, chúng nó xấy khô rồi nó sẽ lau chùi. Nhưng mà tí nữa mình bóc ra nhé, nó lại không dính cái màn hình thế nào. Hay nhỉ? Sạch sẽ luôn. Rất là bám. Bóc ra nó là bụi nó không nọt được đúng không? Bụi nó không nọt được, cái tưởng được rán của cái khuôn là mấy lần ADT này này. Nó là cái băng dính hai mặt. Thế là nó dễ bong, nó bụi nó khô theo cái rồi nó bật ra mà nó hốt một cái, nó đứt nó hốt một cái. Nó tặng 250 chứ không rẻ. Cái pi này dán này, dán hàng to như thế, 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 như nhưng mà quan trọng là cái này là kiểu nó cũng bị băng băng thế này. Nên nhiều người không biết tới cái này là khi đến đây mời phải dán cứng nhá, không dán cứng nó dán mềm thôi, dán cứng chán lắm lác cái này đấy là không dán cứng đâu, phải ra lác còn hình lác rồi hay băng cứng giả kiểu nó không lợi đấy. Cái này quảng cáo lên tương đối nhiều nhưng mà bây giờ trên hòa bình chắc mấy cái này trước có chưa không có đúng rồi, chắc không có. Thưa hôm nay trước xem này Trinh nhưng mà tôi còn đang thấy đăng đâu. Chỉ thấy quảng cáo cửa hàng đi. Đó đăng bài lâu rồi nhưng mà chỉ đăng chụp không đăng bài cho nhau dáng này mà chỉ đăng bài ảnh vào Facebook thôi. Không đi tắm đâu mà xem. Đăng cái dáng về lâu rồi chứ, xem bài đăng lâu. Nhưng mà mọi người nói nhưng mọi người cũng chả biết UV là cái gì, cũng nghĩ là như thế thôi, mà nó chỉ là quảng cáo thì cũng nghĩ là như thế mà đăng đi quan tâm nhiều, đăng cái hình tấm giá nó rất là đăng lâu rồi không biết không, và bên nhạc cũng biết là bán UV rồi nên mình cũng chỉ nói là tấm giá UV chỉ có ảnh thôi, ảnh thì mỗi đâu nó sẽ là tấm biết là lúc một cái tấm dán này rất là cực kỳ này, một keo này, một đèn chiếu ra ngoài này, cái này, cái nào là keo nước này, đèn chiếu UV đẹp thấy UV, đấy, tí là khô đâu, bây giờ mình không thấy gì nữa. Kiểu mình đi hàn răng thế, cái hàn răng nó cần cái đèn UV nó chiếu cái là khô luôn đấy, cái hàn răng ấy là mấy cái con gái mà đi làm móng tay xong tay này có đèn chiếu bình thường để nước kia ấy còn đâu nó do nó nhiều nước không chiếu này không được chiếu này mình trước đây và cái kia ra đấy cái loại thường giá đây này. Nó cũng là dán UV à? Nó chỉ dán không đâu. Rồi, nó chuyển đất trước đèn UV mấy ở trước đây nó không phải nhập đắt như thế đâu. Nhưng mà loại này nhập vào cũng gần 200.000 đến đáng ở đây thì cũng phải đáng 150. Nhưng mà nó chỉ là keo ấy thôi. Nó... Quay. Trong keo của nó chỉ có xung quanh đây này. Xung quanh này thôi.
nó lại không kiểm soát được, tại vì cái keo này dày, thế là mình dán ở đây thì nó lại cách cái màn hình một chút, thành ra là mình cần cái bột nó như kiểu mới ca, nó không có cái nó có khoảng cách, nó không kiểm soát màn hình, như là mình chỉ cần chịu khó chạm vào cái gì là có. Thế như cái này nó chống bám vân tay không? Bám không nhỉ? Chống bám. Đi ra cái này nó kinh khủng đấy. Đi là xe à? Tia vào chim ấy, xe nó hỏng chim không? Cái này á? Xong lông lại. Không, cái này thì cong, cháy. Nghĩa là lúc nào mà tắm tắm ra mà chưa kịp khô thì cháy. Đất, nó mà nó muốn kiên tháo rồi đấy. Ôi, nhanh chứ rồi. Có tí thế rồi. Em tưởng phải lâu chứ. Này như người ta xoay chim mình cho lỗ vào hổng. Xinh nhé. Xinh có xinh. Nhanh nhỉ. Không lâu mà.